À, rất nhiều người cho rằng diễn sân khấu phải khác với điện ảnh Tôi không cho như vậy Theo tôi là phải thật từng mm Thật mới thuyết phục được người xem Ngay cả sân khấu lớn Anh cũng phải diễn thật Hài là một phạm trù của Mỹ học Xin lỗi nhiều khi ta diễn hài Tao không biết hài là gì cái mục đích của cái hài không phải để để cười cười chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích của hài cả xin lỗi anh em là một cái khuyết tật của người khác đến cái cười thì sẽ không bao giờ người ta không làm anh nghĩ gì khi anh làm những cái việc đó Ờ à, việc anh xin gửi lời chào đến quý khán thính giả độc giả của báo thanh niên và tôi nhận một cái bài là ông hay học là cái bài có một cái, cái nhân thân rất là ghê gốm nếu có trên đời này thì ông Thái uh, Ngọc ác à, à, <laughs> theo tôi khi tôi dĩ tôi cũng thấy ác thật ra đối với một diễn viên chuyên nghiệp thì không có chuyện mà khó khăn bởi vì uh, xin lỗi uh, tôi có thể đóng vai hiền lành nhân hậu cũng có thể đóng vai cực ác uh, cũng có thể đóng vai một người xin lỗi trí thức và một người cùng đinh uh, khó đắt cũng có thể diễn bi kịch, cũng có thể diễn chính kịch và kể cả cũng có thể diễn hài kịch. Cho nên đối với người diễn viên là anh phải để, anh phải anh phải hóa thân. cái anh, anh để anh hóa thân vào nhân vật là anh dựa vào vào đâu? vào cái hoàn cảnh quy định của nhân vật xuất hiện. ví dụ như hoàn cảnh quy định nó nó gồm có lý lịch của anh, nhân thân của nhân vật, hoàn cảnh của tác phẩm của tác giả rồi quy định rồi đạo diễn quy định rồi trong một cái không gian thời gian trong một tâm lý trong một tình huống nhất định thì anh sẽ hòa vào cái nhân vật đó rất là dễ dàng nếu anh đã có một cái quá trình rèn luyện nó rèn luyện cái bước vào cái hoàn cảnh quy định cho nó đúng mực thì đối với một diễn viên chuyên nghiệp thì cái điều này nó rất dễ dạ yeah. có trẻ đẹp <laughs> đối với tôi cái loại vai khó nhất của tôi là trẻ đẹp thế thôi à, còn các, tất cả các loại da đúng lứa tuổi à, bất kỳ um, tính cách nhân vật cỡ nào tôi cũng làm được người khác tôi không biết như thế nào nhưng đối với tôi mỗi một nhân vật tôi đi tìm ra một cái, xem lớn người ta gọi là cái chìa khóa để mở nó đã bước vào cái nhân vật đó. Cũng như tôi đã từng diễn nhiều vai phản diện thì các bạn thấy trong mùi ngò gai tôi khác. Ở đây ông Hai Ngọc khác, khác xa lắm. khác từ cái cách nói, từ ánh mắt nhìn. Bởi vì ông hàng Hai Ngọc ít ra là một người có hiểu biết, một người thanh đạt về mặt kinh tế một người gia trưởng trong một gia đình quý tộc thì cung cách khác với một anh trong mùa ngò gai ít học tham lam cũng tham thôi hai người tham giống nhau thôi hai người có cái lòng tham giống nhau nhưng mà người ít học tham lam thì ta nhìn cái ta nhìn ta thấy nó 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 thể hiện ra bên ngoài luôn em thấy sợi tóc mà nó nó mỏng manh như thế nó người diễn viên phải trẻ ra làm hai làm tư, làm tám, làm 16, sáu tới tận cùng bao giờ không thể trẻ được nữa thì chúng ta tìm cái loại nhất của cái nhân vật thật ra cả hai điều khó nếu anh không không tìm ra được như tôi đã nói cái chìa khóa cho như nó nhưng mà là một diễn viên xin lỗi là rành về nghề thì người ta sẽ thích dây phản diện hơn một số người diễn viên trẻ đẹp người ta không thích đóng vai phản diện bị người ta sợ sợ cái gì sợ khán giả ghét còn thật ra những người thích thích diễn thích đi tìm tòi Người ta thích diễn ra phản diện ra phản diện nó nhiều đất nhiều đất để anh tung tẩy ha còn gia chính diện thì nó chỉ đẹp 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 mà cái đẹp khó tung tẩy lắm cái đẹp từ bên trong cái đẹp đó là cái đẹp phải từ bên trong nó có thể hiện ra bên ngoài được hoặc có thể hiện ra bên ngoài rất ít Do đó nếu là mà những người chuyên đóng những gia tính cách như tôi thì thích cái vai phản diện hơn. À chúng ta đang theo một trường phái biểu diễn, một phương pháp biểu diễn của Stanislavski. Mà Stanislavski là gì? Là hiện thực tâm lý là diễn như thật. À, ở ngoài đời sao lại diễn y vậy? Thế thì nhiều người cho rằng à À, rất nhiều người cho rằng diễn sân khấu phải khác với điện ảnh. Tôi không cho như vậy. Ở Stanley về, à, về sân khấu đó, ông dạy là kỹ thuật biểu diễn về phương pháp biểu diễn sân khấu đó. Phải thật. Cũng như ở Sài Gòn ngày xưa có bác à, Nguyễn Thành Châu là người ta gọi là bác Nam Châu, nghệ sĩ nhân dân. Chân thiện mỹ phải thật trước nó mới tốt, nó mới đẹp. Bác đưa vào ngay cả cái lương luôn, diễn phải thật. Theo tôi là phải thật từng mm, thật mới thuyết phục được người xem ngay cả sân khấu lớn anh cũng phải diễn thật anh đừng có nói là sân khấu khán giả ngồi xa tôi phải cười được phải không người khán giả sẽ cảm nhận được qua đài từ của anh nó thật anh không thể cường điệu từ ngay từ giọng nói anh được mà nhiều người nghĩ rằng sân khấu với điện ảnh khác nhau không đâu mà điện ảnh à, xin thưa theo tôi biết thì à, ngay cả điện ảnh phát triển nhất là điện ảnh mỹ ừ, ngày xưa người ta từ phim câm À, qua phim nói thì người ta rất là diễn rất là cường điệu. Các em xem lại những cái phim mà từ năm 40, 50, 30, 50 đó. Nhưng từ khi sau khi ông à, Marlon Brando là ông ông phát hiện ra cái hệ phương pháp biểu diễn của Sunny là rất là thật, phải diễn như thật thì ông diễn như thật thì bị xin lỗi bị giới nghệ thuật chung quanh của điện ảnh Mỹ dè biểu chê bai. Ông vẫn đi theo cái con đường đó và Tự nhiên người ta thấy cái này đúng Và kể cả, cả điện ảnh Hàn Quốc Trung Quốc cũng phải diễn theo Cái trường phái này Diễn như thật Thế thì việc gì chúng ta giả bầu cường điệu đi Còn cái mà tôi nói đó Ngay cả cái hài Trong các game show Tại sao nó cứ Có cường điệu lên à, Nó cứ, cứ quá lên Rồi ngoại hình Nhăn mài nhíu mặt Không phải Hài không phải vậy Hài là một phạm trù của Mỹ học ừ, Xin lỗi nhiều khi người ta diễn hài Người ta không biết hài là gì rất là các em trẻ, hài không phải hài cũng phải thật, hài không phải là để gây cười, các em đã đang gây cười chứ không phải là hài. cái định nghĩa về hài trong mỹ học, hài là cái xấu lúc dưới cái đẹp đôi lúc cái đẹp bất ngờ bị cái đẹp phát hiện. cái mục đích của cái hài không phải để để cười, cười chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích của hài cả. mục đích của hài là làm cải biến nhận thức của con người xã hội trong xã hội, làm cho ngày cuộc sống của xã hội ngày một đẹp hơn và tốt hơn còn cười là cái phương tiện để để chuyển tải cái nội dung hài muốn nói thì hài thì có bao nhiêu thể loại hài à, hài hình thải hài, ngôn ngữ là tiếng nói à, hài tình huống hài tâm lý hài tính cách trong đó cái hài tính cách cái hài tâm lý tình huống ba cái hài đó khó nó có nhiều cái thủ pháp như gây cười sự đồng điệu cũng gây nên tiếng cười sự hiểu lầm sự trái khoái sự kích cỡm tạo nên tiếng cười đó là phương tiện chứ không phải là mục đích của hài do đó để hiểu về hài và đi diễn hài khó do đó viết được một kịch bản hài tác giả phải giỏi tác giả phải am tường về triết học mỹ học thì mới viết cái tình huống nó đạt tới cái đỉnh đó đánh giá người này đánh giá người kia thì tôi không dám nhưng mà tôi thấy rằng ít người hiểu về hài còn đại đa số có thể gây cười được hài khó cũng như tại sao bây giờ em thấy là uh, Supply Supply ông đóng sạc lô đó đỉnh mà tới bây giờ người ta coi vẫn phục bởi vì ông là cái hài của mỹ học đẹp. Người ta kính trọng cái đó là cái tệ hại nhất có thể xin lỗi anh em một cái khuyết tật của người khác đến cái cười thì sân không bao giờ người ta không làm nữa hoặc là thế giới người ta đi vào cái nhân văn người ta không bao giờ làm những cái trò đó nữa anh nghĩ gì khi anh làm những cái việc đó anh không cảm thấy là anh anh phải chia sẻ những cái mất mát của người ta chứ anh em cứ nói cái đó là cái, phương tiện để anh hoặc là cái 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 cớ để anh gây cười gieo một tiếng cười thì Xin lỗi người khán giả có hiểu xíu thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cái kiểu gây cười như thế. Rất tệ hại. Và gần đây tôi có xem những cái clip mà... Ở đây không phải là khuyết tật. Ở đây là người ta muốn tôn sùng một cái gì đó đẹp. Rồi cái người ta lại chê ba những người chưa đạt được nó. Thì cái đó tôi theo tôi nó cũng tương ứng với cái người mà đem những cái khuyết tật của người khác để gây cười. Nó y vậy thôi. Nếu là một nghệ sĩ có một cái tâm hồn, một cái hướng về cái đẹp, nghĩ cho người khác anh sẽ không bao giờ dám làm như thế